Lộ diện người rủ dê các đối tượng tấn công trụ sở ở xã Đắk Lắc Tối ngày 15 tháng 6, đài truyền hình Việt Nam cho biết, nghi phạm Ito Ayun khai đã đi tuyên truyền kích động một số người dân ở các buôn làng trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắc tham gia vụ gây mất an ninh trật tự, dùng súng tấn công hai trụ sở ủy ban nhân dân xã thuộc huyện Cư Quyên. Trước đó, sáng ngày 11 tháng 6, một nhóm người trang bị vũ khí tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea huyện Cư Quyên, khiến 4 cán bộ công an xã, 2 cán bộ xã hy sinh, 3 người dân thiệt mạng và 2 công an xã trọng thương. Tính đến tối ngày 14 tháng 6, các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ tổng cộng 46 đối tượng liên quan vụ tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Mô tả về tính chất nghiêm trọng của vụ tấn công trên, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết đây là hành vi gây mất an ninh trật tự có tổ chức rất manh động liều lĩnh man dợ mất nhân tính nhóm đối tượng này đã bắn chết bí thư xã ea tu chủ tịch xã ea tiêu và bốn cán bộ công an ba người dân và làm bị thương một số người khác theo trung tướng tô ân sô qua lấy lời khai ban đầu các đối tượng khai nhận chúng nhận được chỉ đạo nếu gặp cán bộ công an xã thì giết chết cướp tài sản súng đạn